Bé Phương anh đúng không? Ăn thịt bé Phương anh không nghe lời nhá. Đưa cái tay đấy nhá. Đưa cái tay đó. Không nghe lời ăn thịt bây giờ. Xem điện. Bé Phương anh đúng không? Ăn thịt bé Phương anh không nghe lời nhá. Đưa cái tay đấy nhá. Đưa cái tay đó. Không nghe lời ăn thịt bây giờ. Xem điện. Bé Phương anh đúng không? Ăn thịt bé Phương anh không nghe lời nhá. Đưa cái tay đấy nhá. Đưa cái tay đó. Không nghe lời ăn thịt bây giờ. Xem điện.